Không gì là không thể. Manuel tới sau hai thất bại liên tiếp ở Premier League cuối cùng đã cắt đứt những chủ ngày ảm đạm mặc chiến thắng 2-0 ngay tại thánh địa Old Trafford trước Everton. Đó không chỉ là 3 điểm đơn thuần, nó rất quý giá trong giai đoạn căng thẳng của nửa sau mùa giải, mà cơ hội chen chân vào top 4 của thầy trò Erik ten Hag một lần nữa được mở ra, dù niềm tin nơi người hâm mộ đã vơi đi rất nhiều. Vì Man United vẫn luôn nắng mưa thất thường và chẳng ai biết trước quỷ đỏ đã thắng hay thua, ai mới là ngôi sao tỏa sáng. Lần này cũng vậy, tiếp đón Everton và Man United đánh bại đối thủ theo cách không ai ngờ được khi chỉ dựa vào những quả phạt đền. Mặc dù vậy, trận đấu vẫn có rất nhiều những điểm nhấn hấp dẫn mà chúng ta sẽ cùng nhìn lại trong video hôm nay. Nhiệm vụ mới của Garnacho. Vẫn như thường lệ, do Man United không còn hậu vệ trái nào lanh lặn nên Lindelof bất đắc dĩ đảm nhận vai trò này. Phía trên hàng công, khi mà Højlund vẫn cần thêm quãng nghỉ để phục hồi, thì Ten Hag một lần nữa phải sắp Rashford trong vai trung phong cắm. Nhưng điều sẽ khiến các cầu thủ viên Man United ngạc nhiên không phải chuyện Man United đang có ai khỏe mạnh để ra sân, mà chính là vì Ten Hag một lần nữa bỏ rơi Anthony trong sơ đồ 4-2-3-1. Chiến lược gia người Hà Lan thà để McTominay chơi vị trí tiền vệ công và sắp Bruno dạt cánh phải, còn hơn để cho Anthony quay trở lại đội hình chính. Trước trận thì lại như thế, nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ai nấy đều hiểu vì sao Ten Hag không cần đến Anthony, vì ông đã có một quân ba đặc biệt trên hàng công với một nhiệm vụ cũng đặc biệt không kém. Đó là Alejandro Garnacho, chìa khóa để giúp Man United mở ra chiến thắng. Người đã trực tiếp mang về hai quả phạt đền chỉ trong 45 phút. Chẳng biết do hậu vệ của Everton phòng ngự ngáo ngơ hay Garnacho đã tầm sư học đạo ở đâu đó khả năng câu Ben mà anh vừa show ra một cách rất thẳng thừng. Người truyền cảm hứng có thể là Martial hoặc cũng chính là thần tượng Ronaldo, nhưng là ai cũng được vì điều đó đã thật sự hiệu quả với Soma sinh năm 2004 để giúp anh có những đóng góp rất tích cực trên sân. Everton vô tình lại trở thành nguồn cảm hứng bất diệt của Garnacho, vì ai cũng còn nhớ trận đấu lượt đi mùa này, ngôi sao 20 tuổi đã có một cú tung người móc bóng cực đẹp trên sân, 3 điểm tròn vàng tại Goodison Park, và lần này những cú rê bóng đầy tốc độ và bao lần ngoặt cổ chân và sự hậu vệ đã khiến cho Garnacho 2 lần bị phạm lỗi trong vòng cấm. Theo Opta Joe, Garnacho trở thành cầu thủ đầu tiên của Man United mang về 2 quả phạt đền trong một trận đấu ở Premier League, một thành tích vô tiền khoáng hậu và thậm chí có thể nâng cao hơn nữa nếu như tình huống ở cuối hiệp 1 Garnacho đưa bóng chạm tay Mikolenko trong vòng cấm được công nhận. Thế nhưng trọng tài cho rằng đó là một tư thế bị động. Đây có thể nói là một vai trò mới của Garnacho bởi hành lang trái, vì đôi lúc chỉ cần câu lỗi trong vòng cấm cũng đủ để giúp Man United giải quyết những vấn đề mà Everton vừa chấp niệm được điều đó. Dù vậy thì trong trận đấu này, Garnacho vẫn có một vài khoảnh khắc có thể ghi bàn, nhưng anh lại bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc. Nếu không, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chắc chắn sẽ thuộc về cầu thủ người Argentina. Premier League cẩn thận, Rashford đã lấy lại phong độ. Sau khi Bruno hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao trong quả phạt đền đầu tiên, ai cũng nghĩ tiền vệ này sẽ tiếp tục bước lên chấm 11m lần nữa để hoàn tất cú đúp. Nhưng bản thân đội trưởng của Man United biết việc anh ghi thêm một bàn nữa chẳng có ý nghĩa gì to tát, và vẫn có ngôi sao trong đội cũng đang khát khao lập công, nên Bruno đã dành lại cơ hội này cho Rashford không một chút đắn đo. Không phụ niềm tin từ người đội trưởng, Bruno sút bên bên trái thì Rashford sút về bên phải. Lần thứ hai thì Pickford cũng chẳng có lấy cơ hội cản phá nào khi anh đoán sai hướng. Dù chỉ là bàn thắng từ chấm phạt đền, nhưng thử hỏi, nếu không có siêu phẩm vào lưới của Man City vào tuần trước, liệu hôm nay Rashford có đủ tự tin để bước lên thực hiện quả pen này? Hai bàn trong trận liên tiếp với các tiền đạo ngôi sao không phải là chuyện gì quá phức tạp, nhưng mùa giải này nó lại là một câu hỏi đau đầu luôn khiến cho Erik ten Hag trăn trở. Phong độ không cao để chưa một lần nào đạt được điểm rơi, và đến tận giờ phút này, sau 27 trận đấu tại Premier League, Rashford mới chỉ có 7 pha lập công và 2 kiến tạo, một con số quá khiêm tốn so với những ngôi sao khác. Còn nhớ năm ngoái, thời điểm đầu năm cũng là lúc Rashford thông nồng, liên tiếp nổ súng cho Man United để giúp đội về đích thứ 3 vào cuối mùa. Hiện tại, có thể kịch bản tương tự sẽ không xảy ra, nhưng chí ít, Man United vẫn cần tiền đạo sinh năm 97 tìm lại được sắc vóc của một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nếu không, nhiệm vụ vào top 4 mùa này sẽ bất khả thi. Như trước Everton, Rashford đã tối giản hơn lối chơi của anh, ít rê bóng bị lỗi và tập trung chuyên chọt nhiều hơn. Hy vọng mạch nổ súng của Rashford sẽ bắt đầu từ đây, chứ không đứt đoạn thêm lần nào nữa, vì mùa giải
cũng chẳng còn nhiều trận đấu để Rashford có thể chữa lành. Onana vẫn khao khát găng tay vàng. Điều đầu tiên khiến các cổ động viên Man United lo sợ khi đội nhà ghi hai bàn là gì? Đó là họ sẽ bị gỡ hòa, thậm chí là bị lội ngược dòng bởi đối thủ. Điều đã trở thành công thức quen thuộc ở mùa này, khiến cho bao tham vọng của thầy trò Erik ten Hag đổ sông đổ bể. Trước Everton thì Onana đã không cho phép điều này xảy ra, khi anh trả qua một ngày làm việc rất năng suất trong khung gỗ, vốn phải chịu rất nhiều áp lực khi chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ nhất. Trên thực tế thì Onana đã lên tay từ trận đấu trước đó trong thất bại trước Man City. Nếu không có tài phán xạ của thủ môn 27 tuổi, Man United đã có thể rời Etihad với một kết cục ê chề hơn. Và khi trở về Old Trafford, tinh hoa của Onana hồi tụ đủ vì tay chân của anh đã không cho những chân sút của Everton có bất kỳ một lần nào đưa bóng lăn qua vạch vôi. Có đến 4 tình huống cứu thua đẳng cấp và quả bóng ngày hôm nay được Onana bắt dính như keo, để sau đó anh chuyển hóa những đường chuyền vượt tuyến sẽ tan hàng phòng ngự đối phương. Cứ như vậy, Onana được chấm tận 8,3 điểm, cao thứ hai trận đấu, nhưng lại xuất sắc nhất trong mắt các cổ động viên. Với thắng lợi 2-0 trước Everton, Onana tiếp tục vươn lên top 2 cuộc đua găng tay vàng Premier League với 8 trận sạch lưới kể từ đầu mùa. Khó tin hơn là Onana còn xếp trên cả Alisson Becker. Thủ thành người Cameroon chỉ còn kém người dẫn đầu danh sách găng tay vàng là David Raya của Arsenal đúng một trận như sạch lưới. Onana đã có niềm tin trở lại để tiếp tục tạo ra nhiều pha cứu thua ngoạn mục hơn nữa cho Quỷ Đỏ. 3 điểm lần này đã không lẩn trốn Man United. Họ chỉ cần một hiệp đấu thực hay và Onana xuất sắc trong khung gỗ là đã đánh bại được Everton. Độc lạ hơn, Man United lại quay về hiệu số 0 sau 2 thất bại liên tiếp và chỉ vừa thắng một trận nhưng thế quân bình lại xuất hiện. Thậm chí sẽ là tín hiệu vui vì 47 điểm trong túi của Man United cũng giúp họ bỏ xa những đội xếp sau để xây chắc vị trí top 6. Nhưng nhìn lên phía trên, Man United vẫn còn đang kém Spurs 3 điểm dù thi đấu nhiều hơn 2 trận. Còn đội bóng đang xếp hạng 4 là Aston Villa thì đang bỏ xa Man United 8 điểm mà lại thi đấu ít hơn một trận. Hai đội bóng này sẽ chạm trán nhau tại vòng 28, mà kết quả có ra sao thì đội chủ sân Old Trafford cũng đều được hưởng lợi. Chỉ cần Man United vẫn tin vào chiến thắng, hay nói cách khác là tạo ra mặt thắng từ 3 điểm trước Everton đến những đối thủ tiếp theo, thì cơ hội vào top 4 sẽ một lần nữa mở ra. Trước mắt, hãy cứ tận hưởng dư vị của chiến thắng này, khi mà lối chơi vốn đã khó thay đổi vì nhân sự và chỉ biết trông chờ vào những khoảnh khắc trên sân. Tạm thời là như vậy đi, và Man United vẫn sẽ tiếp tục chinh chiến để hoàn tất giấc mơ top 4 của mình.